tác với là một cái chùm sao hay là một cái tinh tú, do đó gì là tinh thiện tinh. Nhưng mà chúng tôi thì thấy cứ để như vậy, tại vì ở trong chính tạng, ở trong bản dịch, nhưng mà nếu chúng tôi để thì chúng tôi để nguyên chứ không có không có tên như vậy. Thưa vì Sư Đắc Khát đến Sư Đắc là người của Lịch Sư Quy, người Sư Quy. Thưa vì chúng tôi có biết sai ở đại đề Chư Tỳ Kheo, lúc này Sư Đắc Khát chưa có tu, chưa xuất gia, mà chỉ là một vị của dòng Lịch Sư Quy đến gặp Đức Phật để hỏi Đức Phật về trường hợp mà có nhiều vị Tỳ Kheo tuyên bố là mình đã chứng quả vô sanh, chấm dứt sinh tử, trong số đó ai là người thực chứng, ai là người không thực chứng. Thì Đức Phật Ngài đã nêu về những hạng người khác nhau, do cái khuynh hướng khác nhau, do đó cái sự lượng định bản thân khác nhau. Và đặc biệt, thế nào là một người có cái khuynh hướng hướng về Niết Bàn thật sự, và vô hướng về Niết Bàn thật sự, người này đã có cái khuynh hướng như thế nào, với nhiều thí dụ rất là lợi lạc cho sự tu đọc của chúng ta. Bây giờ thì mời quý Phật tử quan nghĩ đọc cho phần chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng trình Thượng Tọa Thích Siêu giảng dạy ý nghĩa của bài học này. Và xin quý Phật tử quan nghĩ đọc cho. Để mời cô lên dùng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác Sở Thủ Lành Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã giảng nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc chánh kinh bài học hôm nay, trong bộ kinh bài 105 Kinh Thiện Tinh. Sunakata Sutta, từ câu 1019 đến 1024. Sunakata Thiện Tinh đến bạch hỏi Đức Phật về sự việc nhiều tỳ kheo tuyên bố đã chứng thánh quả vô sanh. Như vậy, trong số đó ai thực chứng, ai không thực chứng? Đức Phật đã dạy về nhiều trường hợp khác nhau trong sự lượng định bản thân trên đường tu tập. Sự nhận thức bản thân thường dựa trên khuynh hướng cố hữu. Nhiều trường hợp tưởng vậy nhưng không phải vậy, gọi là tăng thượng mạng. Những khuynh hướng của chúng sinh được đề cập trong bài kinh này ít khi tìm thấy trong những bản kinh khác của Tạng Pali. Câu 1019. Câu hỏi về sự thực chứng. Sự phân hóa bất đồng vốn là điều thường xảy ra trong xã hội loài người, kể cả trong tất cả tôn giáo. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Vesali, ở Đại Lâm, tại trùng các giảng đường Kutagarasala. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã chứng trí giác. Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Sunakata Lichawipata Thiện Tinh Li Sa Tử, được nghe nhiều tỷ kheo trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã chứng trí giác. Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Rồi Sunakata Lichawipata đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Sunakata Lichawipata bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con có được nghe như sau. Nhiều tỷ kheo trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã chứng trí giác. Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Bạch Thế Tôn, không biết các tỷ kheo ấy đã tuyên bố một cách chân chánh chứng trí giác, hay ở đây có một số tỷ kheo vì tăng thượng mạng đã tuyên bố chứng trí giác. Này Sunakata, những vị tỷ kheo trước mặt ta đã tuyên bố chứng trí giác. Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Ở đây có một số tỷ kheo đã chân chánh tuyên bố chứng trí giác, nhưng ở đây cũng có một số tỷ kheo chính vì tăng thượng mạng đã tuyên bố chứng trí giác. Ở đây, này Sunakata, những vị tỷ kheo nào đã chân chánh tuyên bố chứng trí giác, thời đối với các vị ấy thật là đúng như vậy. Nhưng đối với các vị tỷ kheo nào vị tăng thượng mạng đã tuyên bố chứng trí giác, ở đây, này Sunakata, Như Lai nghĩ như sau: ta hãy thuyết pháp cho những vị ấy. Và như vậy,
Ở đây, này Xuất Đa Khất Tát, Như Lai suy nghĩ, ta hãy thuyết pháp cho những vị ấy. Nhưng ở đây, nếu có một số người ngu si bày đặt câu hỏi đến hỏi Như Lai, ở đây, này Xuất Đa Khất Tát, Như Lai suy nghĩ như sau, ta hãy thuyết pháp cho những người ấy. Như Lai suy nghĩ như vậy, không có làm khác. 1020, hạng người thiên về vật chất thế gian, nay đã đúng thời để thuyết pháp bạch Thế Tôn, nay đã đúng thời để thuyết pháp bạch Thiện Thể. Thế Tôn thuyết pháp như thế nào? Sau khi nghe Thế Tôn xong, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này Xuất Đa Khất Tát, hãy nghe và khéo tác ý kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Xuất Đa Khất Tát, Đức Cha Quy Bút Ta, vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này Xuất Đa Khất Tát, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, vân vân. Các hương do mũi nhận thức, vân vân. Các vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Các xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này Xuất Đa Khất Tát, những pháp này là năm dục trưởng dưỡng. Nhưng này Xuất Đa Khất Tát, sự tình này xảy ra khi ở đây có số người thiên nặng về vật chất thế gian. Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này Xuất Đa Khất Tát, câu chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với người nào người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến bất động, thời người ấy không nghe, không lắng tai và tâm không an trú vào trí giác, và người ấy không giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. Ví như, này Xuất Đa Khất Tát, có người đã lâu không trú ở trong làng hay thị trấn của mình, và có thể thấy một người vừa mới từ làng ấy hay thị trấn ấy lại. Người này sẽ hỏi người ấy về sự an ninh của làng hay thị trấn ấy, về đồ ăn uống sung túc và về ít bệnh tật, và người ấy sẽ nói cho người này biết về sự an ổn của làng hay thị trấn ấy, về đồ ăn uống sung túc và về ít bệnh tật. Này Xuất Đa Khất Tát, ông nghĩ thế nào? Có phải người này sẽ nghe người kia, lắng tai, tâm an trú vào trí giác, và người này sẽ giao thiệp với người ấy mà người này thích thú? Thưa phải vậy, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Xuất Đa Khất Tát, sự tình này xảy ra khi ở đây có số người thiên nặng về vật chất thế gian. Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này Xuất Đa Khất Tát, câu chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến bất động, thời người ấy không nghe, không lắng tai và tâm không an trú vào thượng trí, và người ấy không giao thiệp với người mà người ấy không thích thú, người ấy cần được hiểu như vậy là hạng người thiên nặng về vật chất thế gian. 1021, hạng thiên nặng về bất động. Này Xuất Đa Khất Tát, sự tình này xảy ra khi một số người thiên nặng về bất động. Đối với người thiên nặng về bất động, này Xuất Đa Khất Tát, câu chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến vật chất thế gian, thời người ấy không nghe, không lắng tai và tâm không an trú vào thượng trí, và người ấy không giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. Ví như, này Xuất Đa Khất Tát, một lá vàng khô đã rời khỏi cành, không còn xanh trở lại. Cũng vậy, này Xuất Đa Khất Tát, đối với hạng người thiên nặng về bất động, đã rời khỏi kiết sử vật chất thế gian, người ấy cần được hiểu như sau. Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử vật chất thế gian, thiên nặng về bất động. 1022, hạng người thiên nặng về vô sở hữu xứ. Này Xuất Đa Khất Tát, sự tình này xảy ra ở đây có một số người thiên nặng về vô sở hữu. Đối với người thiên nặng về vô sở hữu, này Xuất Đa Khất Tát,
Câu chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều người ấy tầm và suy tư. Và người ấy chỉ giao thiệp với người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến bất động, thời người ấy không nghe, không lắng tai và tâm không ăn trú vào trí giác. Và người ấy không giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. Ví như, này Sunakata, một hòn đá bị vỡ làm đôi, không thể nối liền lại được. Cũng vậy, này Sunakata, đối với hạng người thiên nặng về vô sở hữu, đã bị chặt đứt khỏi kiết sự bất động, người ấy cần được hiểu như sau. Đây là hạng người không liên hệ với kiết sự bất động, thiên nặng về vô sở hữu. 1023, hạng người thiên về phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Này Sunakata, sự tình này xảy ra. Ở đây, có một số người thiên nặng về phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đối với người thiên nặng về phi tưởng, phi phi tưởng xứ, này Sunakata, câu chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư. Và người ấy chỉ giao thiệp với người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến vô sở hữu xứ, thì người ấy không nghe, không lắng tai và tâm không an trú vào trí giác. Và người ấy không giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. Ví như, này Sunakata, một người đã ăn các món ăn mỹ vị và đã quăng bỏ. Này Sunakata, ông nghĩ thế nào? Người ấy có ưa ăn lại món ăn ấy không? Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì rằng, Bạch Thế Tôn, món ăn ấy được xem là ghê tởm rồi. Cũng vậy, này Sunakata, đối với hạng người thiên nặng về phi tưởng, phi phi tưởng xứ, đã để một bên kiết sử vô sở hữu xứ, người ấy cần được hiểu như sau. Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử vô sở hữu xứ, thiên nặng về phi tưởng, phi phi tưởng xứ. 1024, hạng người thiên về chánh niết bàn. Này Sunakata, sự tình này xảy ra khi ở đây có số người thiên nặng về chánh niết bàn. Đối với hạng người thiên nặng về chánh niết bàn, này Sunakata, câu chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư. Và người ấy chỉ giao thiệp với người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ liên hệ đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thời người ấy không nghe, không lắng tai và tâm không ăn trú vào trí giác. Và người ấy không giao thiệp với người mà người ấy không thích. Ví như, này Sunakata, cây ta la, ngọn cây đã bị chặt đứt, không thể lớn được nữa. Cũng vậy, này Sunakata, đối với hạng người thiên nặng về chánh niết bàn, đã cắt đứt kiết sử phi tưởng, phi phi tưởng xứ, đã cắt đứt từ rễ, làm cho như cây ta la không thể tái sanh, không thể khởi lên lại trong tương lai. Người ấy cần phải được hiểu như sau. Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thiên nặng về niết bàn, chánh niết bàn. Này Sunakata, sự tình này xảy ra khi ở đây có một số người suy nghĩ như sau. Tham ái được vị sa môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh làm não hại con người với dục tham sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc vô minh đã được trừ khử, ta thiên nặng về chánh niết bàn. Vị ấy có thể tự hào với một mục đích hiện tại. Vị ấy có thể truy cầu những gì không thích hợp với khuynh hướng chánh niết bàn. Mắt vị ấy có thể truy cầu sắc không thích hợp. Tai có thể truy cầu tiếng không thích hợp. Mũi có thể truy cầu hương không thích hợp. Lưỡi có thể truy cầu vị không thích hợp. Thân có thể truy cầu xúc không thích hợp. Ý có thể truy cầu pháp không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc không thích hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu hương không thích hợp, lưỡi truy cầu vị không thích hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy cầu pháp không thích hợp, thời tham dục nhiễu loạn tâm vị, vị ấy do tâm nhiễu loạn đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. Ví như, này Sunakata, một người bị mũi tên bắn, tên ấy có tẩm thuốc độc rất dày, bạn bè thân hữu, bà con quyết sống người ấy cho mời một y sĩ giải phẫu. Vì y sĩ giải phẫu ấy có thể cắt xung quanh miệng vết thương với con dao. Sau khi cắt xung quanh miệng vết thương với con dao,
vì y sĩ giải phẫu có thể dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm. Sau khi dò tìm mũi tên ấy với một vật dụng dò tìm, y sĩ có thể rút mũi tên ra. Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc, còn để lại một ít, nhưng nghĩ không có thuốc độc nào còn lại. Y sĩ nói như sau: Này hiền giả, mũi tên của bạn đã được rút ra, thuốc độc đã được trừ khử, không còn dư tàn và không còn gì nguy hiểm nữa cho bạn. Nhưng bạn phải chỉ ăn các đồ ăn thích hợp và hãy gìn giữ. Nếu ăn đồ ăn không thích hợp, vết thương của bạn sẽ làm mủ lại. Và thường thường phải cho rửa vết thương, thường thường phải xức thuốc cho miệng vết thương. Trong khi thường thường cho rửa vết thương, thường thường xức thuốc cho miệng vết thương, chớ có để máu cũ đóng khô trên miệng vết thương. Và hãy cẩn thận khi đi ra giữa gió và nắng. Hãy cẩn thận khi đi ra giữa gió và nắng. Nếu không, bụi và nhớp có thể nhiễu hại miệng vết thương. Và này bạn, nếu bạn chăm sóc vết thương, thì vết thương sẽ được lành. Người ấy suy nghĩ như sau: Mũi tên đã được rút khỏi thân ta, nọc độc đã được trừ khử, không còn dư tàn, và ta đã thoát khỏi nguy hiểm. Và người ấy ăn những đồ ăn không thích hợp. Vì người ấy ăn những đồ ăn không thích hợp, nên vết thương làm mủ lại. Và thường thường người ấy không rửa vết thương, thường thường không xức thuốc miệng vết thương. Vì người ấy thường thường không rửa vết thương, vì người ấy thường thường không xức thuốc miệng vết thương, nên máu cũ đông lại trên miệng vết thương. Và người ấy thường hay đi giữa gió và nắng. Do người ấy thường hay đi giữa gió và nắng, bụi và nhớp nhiễu hại miệng vết thương. Và vì người ấy không chăm sóc vết thương, nên vết thương không được lành. Vì người ấy làm chính những việc không thích hợp, và do thuốc độc được trừ khử nhưng còn dư tàn. Do cả hai điều ấy nên miệng vết thương có thể lở to hơn trước. Do vết thương lở to, người ấy có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Cũng vậy, này Sunakata, sự kiện này xảy ra khi ở đây một số tỷ kheo nghĩ như sau: Tham ái được bậc sa môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh làm não hại con người với dục, tham, sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc vô minh đã được trừ khử, ta thiên nặng về chánh niết bàn. Vị ấy có thể tự hào với mục đích hiện tại, vị ấy có thể truy cầu những gì không thích hợp với khuynh hướng chánh niết bàn. Mắt có thể truy cầu sắc không thích hợp, tai có thể truy cầu tiếng không thích hợp, mũi có thể truy cầu hương không thích hợp, lưỡi có thể truy cầu vị không thích hợp, thân có thể truy cầu xúc không thích hợp, ý có thể truy cầu pháp không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc không thích hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu hương không thích hợp, lưỡi truy cầu vị không thích hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy cầu pháp không thích hợp, thời tham dục nhiễu loạn tâm vị ấy, vị ấy do tham dục nhiễu loạn tâm đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. Như vậy, này Sunakata, là chết trong giới luật của Bậc Thánh khi vị ấy từ bỏ tu tập trở về hoàn tục. Và như vậy, này Sunakata, là khổ như chết khi vị ấy phạm một ô uế tội nào. Này Sunakata, sự tình này xảy ra khi ở đây một số tỷ kheo suy nghĩ như sau: Tham ái được bậc sa môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh làm não hại con người với dục, tham, sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc vô minh đã được trừ khử, ta thiên nặng về chánh niết bàn. Chính vì thiên nặng về chánh niết bàn, vị ấy không truy cầu những gì không thích hợp với khuynh hướng thiên nặng về niết bàn. Mắt không truy cầu sắc không thích hợp, tai không truy cầu tiếng không thích hợp, mũi không truy cầu hương không thích hợp, lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, thân không truy cầu xúc không thích hợp, ý không truy cầu pháp không thích hợp. Vì mắt vị ấy không truy cầu sắc không thích hợp, vì tai không truy cầu tiếng không thích hợp, vì mũi không truy cầu hương không thích hợp, vì lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, vì thân không truy cầu xúc không thích hợp, vì ý không truy cầu pháp không thích hợp, nên tham dục không nhiễu loạn tâm. Vì tham dục không nhiễu loạn tâm, nên vị ấy không đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. Ví như, này Sunakata, một người bị tên bắn và mũi tên bị tẩm thuốc độc rất dày. Bạn bè thân hữu và con quyết sống người ấy cho mời một y sĩ giải phẫu.
Vị y sĩ giải phẫu ấy có thể cắt xung quanh miệng vết thương với con dao. Sau khi cắt xung quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải phẫu có thể dò tìm tên với một vật dụng dò tìm. Sau khi dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ có thể rút mũi tên ra, vân vân. Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc không còn để dư lại và biết rằng không còn để dư lại. Vị ấy nói như sau: này bạn, mũi tên của bạn đã được rút ra, thuốc độc đã được trừ khử, không có dư tàn nhưng vẫn còn nguy hiểm cho bạn. Và bạn hãy ăn những đồ ăn thích hợp, chớ ăn những đồ ăn không thích hợp khiến vết thương có thể làm mủ. Và thường thường hãy rửa vết thương, thường thường hãy xức thuốc miệng vết thương, thường thường rửa vết thương, thường thường xức thuốc miệng vết thương, chớ để máu cũ đóng khô lại trên miệng vết thương. Và chớ có đi ra giữa gió và nắng, đi ra gió và nắng, chớ để bụi và nhớp làm nhiễu hại miệng vết thương. Hãy sống gìn giữ vết thương này bạn, và vết thương sẽ lành. Người ấy suy nghĩ như sau: mũi tên đã được rút ra khỏi ta, thuốc độc đã được trừ khử, không có dư tàn, và ta chưa thoát khỏi nguy hiểm. Và vị ấy có thể chỉ ăn các đồ ăn thích hợp. Do chỉ ăn các đồ ăn thích hợp, miệng vết thương có thể không làm mủ. Và thường thường vị ấy có thể rửa vết thương, thường thường có thể xức thuốc miệng vết thương, thường thường rửa vết thương. Do thường thường xức thuốc miệng vết thương, máu cũ không có thể đóng khô lại trên miệng vết thương. Người ấy không sốt sắng đi giữa gió và nắng. Do người ấy không sốt sắng đi giữa gió và nắng, bụi và nhớp không có thể nhiễu hại miệng vết thương. Và người ấy sống gìn giữ vết thương, và vết thương được lành. Vì người ấy chỉ làm những điều thích hợp, và vì thuốc độc được trừ khử không còn dư tàn. Do hai nhân duyên ấy, vết thương được khép kín lại. Khi vết thương được da che kín lại, người ấy không đi đến chết hay không đi đến khổ gần như chết. Cũng vậy, này Sunakata, sự kiện này xảy ra khi ở đây một số tỷ kheo suy nghĩ như sau: tham ái được bậc sa môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh não hại con người với dục, tham, sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt, không có truy cầu những gì không thích hợp. Mắt không truy cầu sắc không thích hợp, tai không truy cầu tiếng không thích hợp, mũi không truy cầu hương không thích hợp, lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, thân không truy cầu xúc không thích hợp, ý không truy cầu pháp không thích hợp. Do mắt người ấy không truy cầu sắc không thích hợp, do tai không truy cầu tiếng không thích hợp, do mũi không truy cầu hương không thích hợp, do lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, do thân không truy cầu xúc không thích hợp, do ý không truy cầu pháp không thích hợp, tham dục có thể không nhiễu hại tâm, do tâm không bị tham dục nhiễu hại, do tâm không bị tham dục nhiễu hại, nên người ấy không đi đến chết hay không đi đến khổ gần như chết. Này Sunakata, ta nói ví dụ này với mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa. Nghĩa ở đây như sau: vết thương, này Sunakata, là đồng nghĩa với sáu xuất xứ. Phát sát giả tân ạ, thuốc độc, này Sunakata, là đồng nghĩa với vô minh. Mũi tên, này Sunakata, là đồng nghĩa với ái. Vật dụng dò tìm, này Sunakata, là đồng nghĩa với niệm. Con dao, này Sunakata, là đồng nghĩa với thánh trí tuệ. Vị y sĩ giải phẫu, này Sunakata, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thật vậy, này Sunakata, tỷ kheo tự mình phòng hộ đối với sáu xúc xứ, nghĩ rằng sanh y, upati, là căn bản của khổ. Sau khi biết như vậy, vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Vị ấy còn chú thân của mình trên sanh y, hay để tâm đến sanh y. Sự tình như vậy không xảy ra. Ví như, này Sunakata, một chén uống nước bằng đồng đẹp đẽ và hương thơm, và chén ấy lại tẩm thuốc độc. Rồi một người đến muốn sống, muốn không chết, muốn lạc yếm đi khổ. Này Sunakata, ông nghĩ thế nào? Người ấy có uống chén bằng đồng này không? Nếu người ấy biết, sau khi tôi uống từ đây, tôi sẽ đi đến chết hoặc đi đến gần như chết. Thưa không, bạch Thế Tôn, cũng vậy, này Sunakata, tỷ kheo ấy chắc chắn phòng hộ đối với sáu xúc xứ. Sanh y là căn bản của đau khổ. Sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô sanh y,
giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y, còn chủ thân của vị ấy trên sanh y. Để tâm đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. Ví như này Sunakata, một con rắn độc hết sức độc hại, và có một người đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, yếm đi khổ. Này Sunakata, ông nghĩ thế nào? Người ấy có đưa tay hay gót chân cho con rắn độc hại này không? Nếu người ấy biết, nếu ta bị con rắn này cắn, ta sẽ đi đến chết hay khổ gần như chết. Thưa không, Bạch Thế Tôn, cũng vậy này Sunakata, tỷ kheo ấy chắc chắn phòng hộ sáu xuất xứ. Sanh y là căn bản đau khổ. Sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Còn chú thân của vị ấy trên sanh y, hay để tâm đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Sunakata, Đức Cha Vipata hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh thượng tọa từ tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Một thanh giả. Nam mô Bổn Thầy. Không biết là quý vị có nghe được chúng ta nói không? Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, vì cái đường nét wifi của chúng tôi nó bị trục trặc, không kết nối được với Bạch Thóc, cho nên chúng tôi phải sử dụng cái cell phone để xài cái 4G. Nên chúng tôi đang thuyết pháp bằng cái cell phone. Ngay trong giờ phút này, xin Chư Tăng và các Phật tử đừng có liên hệ với chúng tôi qua cái cell phone này, qua cái số điện thoại cầm tay. Bởi vì trong giờ này, nếu mà quý vị gọi đến hay nhắn tin đến thì chúng ta sẽ bị đứt khúc liền. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu cho cái buổi giảng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy, kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay khó thì không phải khó, nhưng mà cũng dễ cũng không phải là dễ. Vì Đức Thế Tôn đã trả lời cho Sunakata, Lichu Vipata về vấn đề mà ông ta hỏi Ngài, việc các vị tỳ kheo tuyên bố chánh trí, tức là tuyên bố về cái sự chứng ngộ đạo quả, cái điều đó nó có thật hay không? Thì Đức Thế Tôn Ngài đã đưa lên một số vấn đề. Nhưng mà thực ra đó thì thưa quý vị, Sunakata, Lichawipata này bây giờ thì chưa có xuất gia đó, nhưng mà sau này khi đã xuất gia rồi, trở thành một vị tỳ kheo, vị đó cũng bạch hỏi Đức Phật về những điều nó liên quan đến cái thượng nhân thần thông mà vì đấy tu hành không có chứng đạt được. Đức Phật là biết cái căn duyên của vị đó trong quá khứ không có thể nào chứng đắc được cái thần thông thiên nhĩ thông vân vân. Và Sunakata lúc bây giờ
vì không được Đức Phật Ngài hướng dẫn cho cái cách để chứng đắc được cái thần thông. Cho nên Sunakhata đã đi rêu rao với mọi người. Sau khi quần tục ra rêu rao với mọi người là Đức Thế Tôn Ngài không có khả năng thượng nhân thần thông, vân vân. Ở cái này ở trong kinh Trường Bộ chúng ta đã có học rồi. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề, cái bài kinh mà Đức Phật đã thuyết cho Sunakhata khi mà ông ta còn là một cư sĩ đi đến bạch hỏi Đức Phật. Các vị tỳ kheo tuyên bố về chánh trí như vậy thì có sự thật như vậy không? Thì Đức Phật này dạy rằng có một số chứng thật, còn một số thì chỉ tuyên bố. Dạ, Nam Mô Bụt Thế Giới, và không biết là từ từ đại siêu có nghe được con không? Ở trong room đã hết nghe thượng tọa rồi, kính thỉnh thượng tọa cùng bích lại ạ. Chúng tôi đang cầm mic mà sao quý vị không nghe được ạ? Bây giờ quý vị có nghe được chưa? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Một lần. Nếu mà chúng đặt ba lần là chúng tôi xin nghỉ tỉnh thượng tọa giác đẳng giảng dùm vào trong room. Sáng chiều chúng tôi cũng mệt quá. Kính thưa quý vị, có một số vị tỳ kheo khi vị đã tu tập giữ giới quá trong sạch, ngồi thiền tâm thanh tịnh quá đi, có thể đạt đến cận định, vị đó cũng cảm thấy là trong sạch. Vì vậy cho nên vị này ngộ nhận rằng là mình đã chứng thiền hay chứng đạo quả. Vị này không có ý để khoe khoang, nhưng này tuyên bố việc sự ngộ nhận thì gọi là Athimana, tức là tăng thượng mạng. Một vị tỳ kheo mà tuyên bố thiền định đạo quả chưa thật chứng mà nói là chứng vì tăng thượng mạng đó, thì không có phạm vào cái điều Balajika hay là triệt khai thứ tư. Vì Anyatra Athimana, tức là ngoại trừ cái việc cái tăng thượng mạng thì không có phạm.
Còn cái trường, một cái trường hợp khác cũng là trường hợp tuyên bố với pháp thượng nhân Uttarimanusatthama Ullapati nhưng mà tuyên bố những cái pháp mình chưa thực chứng, biết rõ mình chưa thực chứng, nhưng mà vị đó vì muốn được người khác trọng vọng cúng dường cho nên bài đặt cái chuyện chứng đạo quả ra để mà nói, nó trực tiếp hay nói xa nó gần liên hệ đến đạo quả, làm như mình đã có pháp vào trong người, thì như vậy cái vị này gọi là khoe pháp pháp và câu nhân thì phạm vào cái điều gọi là parachika, tức là phạm triển khai mất công trụ. Nó có hai trường hợp gì? Ở đây Đức Phật này không nói đến cái trường một vị tỳ kheo khoe pháp bậc công nhân mà ngài nói đến một số chỉ tuyên bố như vậy vì tăng thượng mạng, tức là cái sự ngộ nhận. Và chính vì cái số người ngộ nhận này, số người tăng thượng mạng này mà Đức Phật ngài mới thuyết pháp, ngài có ý định thuyết pháp cho người đó. Nhưng mà cũng có những người rỗng không bày ra cái câu hỏi để chất vấn, câu hỏi về về pháp để chất vấn, thì ngài dù lúc đầu có ý định nói pháp cho họ nhưng mà sau cũng đổi ý. Và thưa quý vị, lúc bây giờ Sunakatha Lichawi mới thỉnh cầu Đức Phật ngài thuyết pháp về vấn đề này cho chúng tỳ kheo nghe, thì Đức Phật ngài đã nêu lên bốn trường hợp. Có hạng người thiên về vật chất thế gian, loka bi sang xá, loka bi sang xá tức là thế lợi. Và cái vật chất thế gian ở đây tức là chỉ cho năm cái món dục lạc, là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Thì đối với những người đó, họ chỉ ưa nói chuyện về vật chất thế gian, suy nghĩ những gì liên hệ với năm dục, thích giao du với hạng người như vậy. Thì đối với họ đó, khi câu chuyện khởi lên mà có liên hệ đến cái vấn đề thiền định vân vân, thì họ không có để ý, không có lắng tai, hay là không có cố tìm hiểu, cũng không có thích giao du với hạng người ưa nói về thiền định. Thì ở đây chúng ta thấy cái hạng thứ nhất đó,
cái hạng đó kể như là thấp kém. Vì cái hạng này khó có thể thuyết pháp cho họ nghe được. Bởi vì đây là hạng người bị trói buộc về vật chất thế gian. Thứ hai, một số người thi nặng về bất động. Chữ Adencha, chữ Adencha ở đây là bất động. Lẽ ra đó, thì khi mà nói đến Adencha Phisankhara là bất động hành này là để chỉ cho bốn vô sắc. Nhưng mà ở đây cái hạng người thứ ba, thứ tư đó, số người thứ ba, thứ tư là Đức Phật đã nói về người thi nặng về vô sở xứ và phi tưởng phi vị tưởng xứ. Cho nên cái chữ bất động trong bậc này theo trong chú giải đó, thì chúng ta phải hiểu là chỉ cho ngũ thiền sắc giới và không vô biên xứ, thức vô biên xứ. Cái thiền cao đó thưa quý vị, đạt đến thiền cao. Một số người thi nặng về thiền bất động, tức là chỉ cho ngũ thiền. Nó gồm có hai chi, tức là chi xả và nhất hành đó. Thì hạng người đó nói và suy tư những gì liên hệ đến cái thiền bất động, thích giao du với hạng người tương tự. Họ không có để tâm hay cố tìm hiểu những câu chuyện có liên hệ về vật chất, và cũng không có giao du với hạng người này. Có một số thiên nặng về vô sở xứ. Vô sở xứ là tam thiền vô sắc. Buộc bởi cái tâm đề mục, nên ở đây muốn an tịnh hơn thì phải, thì vị đó mới nghĩ rằng nát thi kỳ chí là không có chi gọi là vô sở xứ. Thứ tư, có số người thi nặng về phi tưởng phi vị tưởng xứ. Và thứ năm là một số thiên nặng về thiên về niết bàn. Thì ở đây thưa quý vị, cái điều thứ nhất mà chúng ta phải hiểu đó, chúng ta phải nhớ rằng là đối với năm hạng người có cái khuynh hướng thiên nặng về pháp, thì đối với cái người mà thiên nặng về vật chất thế gian, tức là vật dục, thì họ ưa nói chuyện và ưa suy nghĩ những gì cái thế gian, thì họ chỉ thích hợp và giao du với những người cũng đồng
cái chí hướng cho họ. Nói chung tức là mỗi một hạng người họ có cái khuynh hướng gì thì họ sẽ thích giao du với hạng người đồng cùng chí hướng với họ. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là ở trong cuộc sống này, giữa chúng sanh có cái trường hợp thuận dòng Anusotan, người mà thích thiền định thì họ chỉ hoan hỷ với những người cũng tinh tấn thiền định. Còn những người mà không thích thiền định thì họ cũng hoan hỷ giao du với người không thích thiền định, vân vân. Hay là người đặng về vật chất thì họ thích giao du với người về vật chất. Cái đó gọi là cái sự thuận dòng của thế gian. Nhưng bây giờ chúng ta hãy bỏ qua một bên những cái vấn đề đó đi. Chúng ta nhắc đến cái hạng người có khuynh hướng về Niết Bàn. Ở đây nếu một người tu tập mà họ có khuynh hướng về Niết Bàn nhưng với người đó họ có tăng thượng mạng, tức là họ có sự ngộ nhận rằng họ đã chứng được đạo quả Niết Bàn, họ đã diệt trừ được vô minh, diệt trừ được mũi tên tham ái, và do đó bởi cái sự ngộ nhận này mà họ không có phòng ngừa những cái phiền não có thể sinh khởi do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng. Thì như vậy họ sẽ bị khổ khi mà mắt tầm cầu những cảnh sắc không có thích hợp, tai nghe tiếng không thích hợp, mũi ngửi mùi không thích hợp, ý suy nghĩ, lưỡi nếm vị không có thích hợp, thân đục xúc chạm không có thích hợp, ý suy nghĩ không có thích hợp. Cho nên những cái phiền não tham ái nó sinh khởi và nó hoành hành. Đức Phật là ví dụ cũng giống như một người mà bị mũi tên á. Khi mà ông thầy thuốc, vị y sĩ đi đến rút cái mũi tên độc đó ra rồi, rửa cái mũi tên, rửa sạch cái vết thương đó, xem như căn bản là vị đó, cái người bệnh đó, nạn nhân đã thoát khỏi cái sự hiểm. Nhưng mà ông thầy thuốc cho biết rằng chưa hoàn toàn bình phục, nó vẫn còn có thể nguy hiểm, cho nên phải ăn uống thích hợp, phải tránh bụi bặm, phải tránh ra nắng, tiếp xúc với những vết thương, không để cho mặt trời tiếp xúc vết thương. Đã dặn như vậy rồi, nhưng mà người này vì họ dễ vui, họ nghĩ rằng là họ đã
hoàn toàn bình phục, rút cái mũi tên đó ra. Cái chất độc đó đã được giải trừ rồi. Họ hiểu lầm như vậy cho nên họ ăn uống không có thích hợp, nghỉ ngơi không có thích hợp, rồi họ ra họ tiếp xúc với gió và nắng, nó làm cho cái thương hở đó bị nhiễm trùng và bắt đầu bị đau khổ trở lại, nó sưng tấy lên lại, làm mủ lại. Cũng vậy, một vị mà tu tập mà họ ngộ nhận cái việc mà tu chứng, khi họ đã ngộ nhận thì họ có sự dễ ngươi. Và khi họ dễ ngươi như vậy đó, họ không có chánh niệm, không có tỉnh giác, không có sự thu thúc các căn. Thế thì phiền não nó sanh khởi, nó quật ngã vì đó, khiến cho vị này bị chết. Chết ở đây có nghĩa là chết thì trong giáo pháp là quên tục, hoặc là đau khổ gần như chết, tức là cái đau khổ gần như chết, tức là chưa có chết khỏi giáo pháp này, nhưng mà vị đó đã rất bị đau khổ bởi đã vi phạm vào những cái học giới mà Đức Thế Tôn ngài đã chế định. Người vị đó sống cũng như chết, tức là tâm luôn luôn có cái sự ân hận, có cái sự hối hận. Và thưa quý vị, người đó chưa thật sự là người đạt đến cái sự giải thoát. Còn đối với một hạng người cũng có khuynh hướng về niết bàn, một số vị tỳ kheo có cái sự suy nghĩ tham ái, được Đức Phật gọi là mũi tên đó, vô minh được gọi là thuốc độc đó, làm cho não hại con người. Mũi tên tham ái đã được đoạn diệt, thuốc độc vô minh đã được trừ khử, ta đã thiên nặng về chánh niết bàn. Chính vì thiên nặng về chánh niết bàn cho nên mắt không có truy cầu cảnh sắc không thích hợp, tai không có truy cầu tiếng không có thích hợp, mũi không có truy cầu hương không thích hợp, lưỡi không có truy cầu vị không thích hợp, thân không có truy cầu xúc không thích hợp, ý không có truy cầu pháp không thích hợp. Vì mắt tai mũi lưỡi thân không có truy cầu các cảnh dục không thích hợp, nên tham dục không có nhiễu loạn tâm. Và tâm không bị tham dục nhiễu loạn nên trẻ không có đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, tức là không có đi đến quần tục khỏi giáo pháp này, hoặc là không có
vi phạm vào những cái học giới. Những vị tỳ kheo khi mà họ tu tập mà có cái tâm khuynh hướng về chánh niết bàn, họ thật sự hiểu biết rõ nay ta mặc dù có cái tâm khuynh hướng về chánh niết bàn nhưng mà chưa thật sự rút cái mũi tên và chưa thật sự đã giải độc hết chỗ vết thương đó, thì vị tỳ kheo này có cái sự chế ngự thu thúc các căn. Cho nên đối với vị đó được giải thoát, không có cái sự nguy hại. Ở đây thưa quý vị, vị tỳ kheo tự mình phòng hộ đối với sáu xúc xứ, vì đó biết rõ sanh y, tức là upathí, là cái thân này là căn bản của khổ. Biết như vậy thì trở thành vô sanh y và giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Thực ra ở bài kinh này giải thích từng đoạn đó thì những cái ý nghĩa của từng đoạn thì nó cũng dễ hiểu, cũng dễ chứ không phải khó. Nhưng mà cái khó ở chỗ đó là tại sao với cái câu hỏi của Sunakata hỏi về vấn đề đó mà Đức Thế Tôn ngài lại giải những cái vấn đề này. Có cái sự liên đới như thế nào về cái ý nghĩa? Đó chính là cái điểm mà khó trình bày, khó giải thích, khó hiểu trong cái bài kinh này đó thưa quý vị. Chúng tôi cũng hơi kinh xuất một chút là vì chúng tôi nghĩ rằng các cái bài kinh Trung Bộ chỉ đọc qua là có thể hiểu được rồi, hay là tìm một chút ít ở trong chú giải là có thể nắm bắt được. Cho nên khi hồi chiều chúng tôi không có xem, mãi đến gần tới giờ thì tôi mới xem. Lúc đó chúng tôi mới nhận ra cái bài kinh này có những điểm không phải hiểu một cách trơn tru được. Để nắm được cái ý của Đức Phật ngài muốn trình bày, cái tôn ý Đức Phật ngài trình bày cái ý nghĩa như thế nào,
Cho nên ở đây đó, chúng tôi muốn được nghe ý kiến của Thượng tọa Giác Đẳng chia sẻ một vài ý nghĩ của Thượng tọa về cái bài học ngày hôm nay. Và có lẽ là Thượng tọa sẽ có nhiều cái phát hiện về cái văn nghĩa ở trong cái bài học, phải làm cho nó sáng tỏ hơn những gì mà chúng tôi muốn nói khi nãy. Một là tại sao Đức Thế Tôn Ngài lại trả lời cái câu hỏi cho Sunakkhata, mà gần như chúng ta thấy không có dính dấp gì đến cái câu hỏi hết. Và những đoạn mà được trình bày đó, nó không có cái sự liên quan với nhau. Thì ý nghĩa này như thế nào thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng thảo luận để làm cho sáng tỏ và lợi ích cho thính chúng nghe. Không biết bây giờ Thượng tọa Giác Đẳng có nghe được hay không? Và xin cung thỉnh Thượng tọa trở lại cầm đích. Góp ý cho một vài điều. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trường chúng tôi thầy sư đã giảng cho bài kinh ngày hôm nay. Thưa vị, theo lời yêu cầu của chúng tôi thầy sư, chúng tôi xin nói được một vài điều về ý nghĩa của bài kinh này. Thứ nhất là xin thầy đặc xin lỗi chư tôn đức và quý Phật tử. Khi mà chúng tôi gửi bài đi thì chúng tôi lại có cái điện thoại ở xa đến để hỏi về vài công việc của giáo hội, nên chỉ lúc chúng tôi gửi đi thì cái bài đó chúng tôi chưa có xem, tức là nó vẫn thiếu một, nó thiếu những cái câu mà chúng tôi mới để vào đó. Do đó cái bài mà quý vị thấy post trên pháp luân .net á, thì thật ra là bài cũ. Quý vị có thể xem lại cái bài mới mà cô Lan Nhân Nguyệt đã sửa lại ở trên lớp Phật pháp .net. Cái bài mới chúng tôi có gửi lại. Đức tiếc là sáng nay đó là chúng tôi có thời giờ để biết kỹ hơn về bài kinh này, chú thích kỹ hơn, nhưng mà lúc đó là bận việc nên chỉ chú thích một cái rất là ngắn gọn. Thì theo lời thì là đời siêu, chúng tôi muốn thưa quý vị như vậy là căn bản của ý nghĩa bài kinh này là khi Sunakkhata đến hỏi Đức Phật, ở theo trong sớ giải thì Sunakkhata lúc này chưa có xuất gia, chỉ là một ngoại giáo thôi, nhưng mà sau xuất gia thì đó là câu chuyện từ tội đời siêu vừa kể. Thì Sunakkhata hỏi Đức Phật rằng có nhiều vị khi mà tuyên bố là tự mình là sinh đã tận, phẩm hạnh đã thành, những gì nên làm đàm, thì ở trong số đó vị nào là thật, vị nào là không thật? Thưa quý vị, Đức Phật này nêu lên hai trường hợp. Một á, là có những vị tuyên bố là thật, thật tu, thật chứng, thật đắc. Và ở trong trường hợp khác á, thì được gọi là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng tức là vị này đạt đến một cái cảnh giới nào đó, mà vị này nghĩ rằng đã đạt đến cảnh giới cao siêu rồi, nhưng mà thực sự nó chưa thật sự, chưa thực sự đạt đến cảnh giới niết bàn giải thoát, nhưng vì nó ngộ nhận đó là niết bàn giải thoát. Bây giờ
Chúng tôi muốn dùng một cái thí dụ rất là thường thức để quý Phật tử có thể theo dõi ý nghĩa về kinh này đó. Là thường thường á, khi mà chúng ta nói đến xuất gia đó, thì mình chỉ có phân biệt đạo và đời. Đời là người cư sĩ, đạo đó là vào chùa, xuất gia xuống tóc tu hành gọi là đạo. Nhưng mà thưa quý vị, cái nhìn đó thì nó chỉ đại loại lắm. Tại vì ở đạo đó nó còn có nhiều vấn đề mà gọi là đạo chân thật. Ở đây Phật dùng chữ Samanipana, tức là chánh niết bàn, là niết bàn thật sự và đạo chân thật. Và có những thứ đạo đó, mà thấy là đạo chứ không phải là đạo. Và ví dụ như là một người phát tâm đi xuất gia, đồng ý là xuống tóc, đồng ý là mặc áo cà sa. Nhưng mà vì đó xuất gia tại vì quá yêu thích cái hình tướng xuất gia đó. Chúng tôi biết là có những vị xuất gia tại vì rất là yêu thích hình tướng xuất gia, thích được cạo đầu, thích được mặc y. Thì như vậy cái mặt cạo đầu mặc y đó chỉ là cái mốt thôi. Thậm chí bây giờ có nhiều vị đó, họ đang có cái khuynh hướng gọi là cất thất. Cái thất của họ, họ có tiền đi tô lô rồi họ cất cái thất. Cái thất theo kiểu Nhật, cái thất theo kiểu kiểu này kiểu kia, và ở trong đó bảo Phật cũng rất là đẹp, chỗ tọa thiền rất là đẹp, nhà bếp rất là gọn gàng, thế này kia. Họ nghĩ rằng ồ, cái đó là cái tu thật sự, và họ cảm thấy họ rất là thích với những điều đó, và họ nghĩ rất là tu. Nhưng thật ra cái đó không phải là tu, cái đó nó chỉ là một hình thức khác của sắc tinh khí vị xúc, đơn giản như vậy. Hay là có nhiều vị phát tâm tu, chúng tôi biết nhiều lắm, tại vì mê tụng kinh thôi. Mua chùa thấy vị thầy nào đó tụng kinh hay quá, nghe tụng kinh, nhất là khi mà tụng kinh bên Bắc Tông có chuông có mõ, nghe tụng cái tự nhiên mình đi vào thế giới mình thấy hay quá. Hay là có nhiều vị nghe tụng kinh Pali, tự Pali thích quá rồi tự phát tâm đi tu. Thì cái đó thì nó cũng có phần đạo trong đó, nhưng mà nó phải là đạo chân thật. Nói thẳng ra là nó cũng chỉ là âm thanh, chỉ là sắc tướng. Hay là có những người thích lập chùa, đi xuất gia ra lập chùa. Lập chùa là xây dựng được một cơ sở để thờ phượng, và mình có thể sắp xếp theo ý mình muốn, để sinh hoạt theo mình muốn. Cái đó nó cũng chỉ là cái chuyện khuyên hướng lập chùa thôi. Đây là một cái những cái điểm rất là khó khi mà chúng ta hiểu về cái đạo chân thật. Thì thưa quý vị, ngay cả trên phương diện mà trên phương diện mà lập thuyết á, trên phương diện lập thuyết tông phái đó, thì chúng tôi cũng phải nói một điều rằng đa phần là những cái quan niệm về thế giới, quan niệm về cuộc đời, quan niệm này quan niệm kia đó, nhiều khi chúng ta nghĩ là quan niệm rất là đạo, nhưng mà thật sự nó chỉ là một cái khuynh hướng, hay là nó chỉ là một cách nhìn thôi, không phải là đạo chân thật. Lấy ví dụ như vậy là có nhiều người nghĩ rằng khi mình tu mình đạt đến một cái cứu cánh gọi là cực lạc ấy, cực lạc gọi là paramang xuất khăn, hạnh phúc đó, thì có nghĩa là cái hạnh phúc giờ quý vị có nghe lại chưa? Không biết là quý vị có nghe lại chưa? Thì thưa quý vị, kể cả những cái nhìn của chúng ta về đời sống tu, thấy ở bên ngoài nó như vậy, ví dụ như là một người bỏ chợ về rừng lên trên núi
sống ở trong một cái âm thức rất là giản dị, sống với núi rừng, với cây, cỏ cây. Phải coi chừng, phải coi chừng ở một điểm là mình nghĩ đó là đạo, đó là viễn ly, nhưng mà thật sự ở trong đời này không thiếu gì những người thích những cảnh cô tịch, thích cuộc sống một mình. Nhưng sự cô tịch một mình đó, nó thuần chỉ là một cái sự mơn trớn với bản ngã mình thôi. Đây là một vấn đề rất là tế nhị. Ví dụ như vị nào mà qua bên Mỹ đó, đôi lúc chúng ta đi vào những nơi xa vắng, mình thấy ở trên triền đồi hay trên một cái đỉnh núi hay một khu rừng có một căn nhà, mà nhà đó không có rã chiều chủ phí, nhà đó trên bên một mình, và đa phần là những người cất nhà ở trên đó, họ sống một mình, họ giàu có, họ có tiền, họ sống như một thế ngoại cao nhân, sống như một ẩn sĩ. Nhưng mà thứ gì, họ sống bằng tất cả các phương tiện. Ở trong tiếng Anh họ có cái chữ gọi là Swiss cottage. Swiss là Thụy Sĩ, cottage là một cái chúng ta gọi là am thất của một am thất của người Thụy Sĩ đó. Tức là sống ở trên núi, nhưng mà chỗ đó rất là đẹp, rất sơn thủy hữu tình và có đầy đủ tiện nghi. Một cái gọi là cái cottage, một cái am thất, một nơi ở, tuy rằng nó nhỏ, nó gọn, nhưng mà nó xinh xắn, nó đẹp, nó đầy đủ tiện nghi. Và mình sống ở đó, đôi khi mình lầm tưởng mình, mình đã tu rồi, đã giải thoát rồi, đã sống ngoài vòng danh lợi rồi. Nhưng mà thật ra không hẳn, nó chỉ là một cái tháp ngà. Và tháp ngà, một cái tháp ngà đó, chúng ta trốn vào trong đó để tránh khỏi cái sự va chạm thế giới bên ngoài. Thì khoan nghĩ đó là giải thoát, khoan nghĩ đó là giác ngộ đích thực. Nó chỉ là cái cảnh thế cảnh, nó chỉ là cái hoàn cảnh này thay thế hoàn cảnh khác thôi. Và điều này là một điều mà rất cần phải để ý. Ở trong trường hợp này, Đức Phật đặc biệt ngày đề gặp đến những cái tăng thượng mạng mà ở đây tức là một sự ngộ nhận ở cảnh giới rất là cao siêu về cái sự bất động. Và cảnh giới bất động, bất động ở đây tức là nó đối lập với năm cảnh. Có những người tham chấp năm cảnh đã đành rồi, và có những người nghĩ là sự bất động của tam muội định. Dạ. Ngày nay thì không thiếu gì về quan điểm này. Chúng tôi biết rằng có những cái vị tăng sĩ Tây Tạng là đề xướng tu tập ở trong thiền định, ở trong động đá, nhập thất 3 năm, 10 năm, 20 năm, và bị nó tìm một cái sự an ổn nội tại, không cần ở bên biết bên ngoài, tuế nguyệt phóng sương, dời đổi của cuộc đời, mà sống ở trong một cái nơi mà đạt đến cảnh giới rất là riêng tư mình như vậy. Thế Phật Ngài cũng nhắc cho chúng ta biết rằng có đôi khi chúng ta nghĩ đó là cái đạo chân thật, nhưng mà thưa quý vị, nó chỉ là một cái tháp ngà. Bởi vì khi mà Đức Phật Ngài giảng ở trong cái kinh mà kinh Lỗi Cây, Ngài có giải rằng có những vị có thành tựu một số cái trình độ của thiền định và nghĩ rằng đó là cứu cánh, nhưng thật sự không phải là cứu cánh. Rồi có một điểm này mà có dịp chúng tôi sẽ nói lại, và chúng tôi sẽ nói lại về những cái tương đồng mà rất là thú vị giữa một số cái tư tưởng mà rất là nổi bật ở trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa. Ví dụ như là về thế giới hoa tạng và không vô biên, và về duy thức và thức vô biên, về tánh không được trình bày một cách nào đó giống như là vô sở hữu, và giáo lý Bát Nhã ở phần nào đó giống như là phi tưởng, phi tưởng. Điều này không phải đáng ngạc nhiên gì, nhưng mà khi mà chúng ta đến một cái tâm thuộc nào đó, đến một giai đoạn nào đó, thì mình dựa trên những cái quan niệm, ở đây không phải là quan niệm không mà còn thực chứng nữa, như cả thực chứng. Quý vị nào coi trong phim hay là trong truyện kiếm hiệp mà mấy vị đại sư chú lâm cái gì cũng là tứ đại giai không, hay ngũ uẩn giai không vân vân, mình nói hay là chữ hư vô hay chữ nhàn ở trong Lão Trang,
chỉ là rõ ràng hai chữ hư vô. Và đôi khi nhiều vị xem cái sự hư vô là đích điểm của sự giải thoát, giải thoát đau khổ, thì Phật thật sự phải rất là cẩn trọng. Ngay cả khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng những vị mà có cái thiền chứng cao như là chứng tứ thiền ở trong kinh Tạng, hay là tứ thiền sắc giới, hay là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng đi nữa, thì điều đó nó vẫn chỉ là một ở trong những cái cảnh giới. Cảnh giới có tức là đối đãi, cảnh giới có tức là tương đối, và cảnh giới đó không phải là cứu cánh đích thực. Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài đã từng gặp hai vị thầy trước khi mà Ngài trắc nghiệm khổ hạnh. Một vị là chứng vô sở hữu và chứng phi tưởng, phi tưởng. Nhưng mà trong sự thể nhập của định tâm an trú trạng thái đó, Ngài không thấy đó là tất cả. Điều này nó là một bài học lớn của tất cả chúng ta sống ở giữa cuộc đời này. Khi mà nhiều vị chán nản thế gian vào chùa đi tu rồi, bây giờ thứ vị họ lại đưa ra nhiều một cái những cách tu, mà cách tu đó là dần dài trở thành cứu cánh. Giống như là có một vị đưa ra một cái cách tu gọi là thanh lọc thân tâm. Nhờ thanh lọc thân tâm, nhưng thật sự vị này trước khi tu là một bác sĩ về giải pháp dưỡng sinh, rồi làm sao là tẩy sạch bao tử mình thôi. Nhưng mà rất nhiều người Phật tử theo, và người Phật tử theo tại họ tin rằng cái đó lợi cho sức khỏe. Nhưng mà mình có thể nhịn đói ở trong thời gian nào đó, mình uống giống táo, rồi mình có cách trị liệu nào đó để mình sổ ra những cái thứ, thì xem thường nó chỉ là một phương pháp để rửa ruột thôi. Nhưng mà khi mà nghe chữ thanh lọc tâm á, và có những tháng ngày im lặng đi nhìn đói, có những ngày đi nhìn đói, thì mình tưởng đó là giải thoát đích thực. Cái đó là cái rất đáng sợ, bởi vì nó có một cái sự khi mà mình càng đi vào thế giới của tế nhị đó, những cái phân biệt tuy rằng rất là nhỏ nhặt, rất là vi tế, nó cũng không có dễ dàng để tất cả chúng ta có được cái sự phân biệt. Và ngay cả Đức Phật Ngài dạy rằng không phải chỉ có sự ngộ nhận ở các cái thiền chứng, ở những trình độ tâm thuật rất cao, mà ngay cả một vị có cái khuynh hướng chánh niết bàn, nó vẫn còn có nhiều cạm bẫy. Vẫn còn nhiều cạm bẫy, tức là hướng cầu đến niết bàn đó, nhưng mà rồi vì lý do này, vì lý do khác, vị này ngã gục. Ở trong xã hội Tây Phương, thưa quý vị, có hai cái trường hợp mà có lẽ khi chúng tôi nói tại đây thì chúng tôi cũng nghĩ rằng nhiều người biết rồi, nó không phải còn những cá nhân nữa. Dạ, vì chúng biết rồi nên chi chúng tôi cũng thường thường chúng tôi cũng đề cập đến cá nhân. Có một vị tăng sĩ người Anh, vị này tên là Kantipalo, và một số tác phẩm của vị này bị rất là nổi tiếng. Và vị này từng được người Thái rất là quý trọng ở cái chùa của Wat Pho Won ở bên Thái Lan. Và sau năm 75 thì vị này theo cái làn sóng tị nạn sang bên Úc, dạ, sang Úc, và ở đây định cư rồi mở ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy đầu tiên ở tại Úc Đại Lợi. Thì vị này học Phật á, học rất là giỏi, viết nhiều tác phẩm rất là hay. Mà những tác phẩm của gọi là Frat Kantipalo bây giờ vẫn còn được xài. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà vị này lớn lên, vị này lớn tuổi á, thì ở cái tuổi gần 60 mấy tuổi, thì vị này lại thương một cái cô người Úc. Dạ, chúng tôi nói là tình cảm cá nhân thôi, tình cảm cá nhân. Mà cái cô này cũng lại có cái khuynh hướng là cổ tu theo Tây Tạng. Dạ, tu theo Tây Tạng á. Và rốt cuộc dạ nó một bữa thời giá nhà cái mình thường tôi chắc chắn ở trong rung chúng không hết nghe thường tọa rồi thì thường tôi cũng lại ạ.
Giờ quý vị có nghe được chưa? Giờ quý vị có nghe được chưa? Dạ. Thì thưa quý vị, thì vị tăng sĩ người Anh này, Canterbury, rồi sau này khi mà cái cuộc sống giữa vị này với cái cô người Úc đó không đi đến đâu, thì vị này lớn tuổi và bây giờ vị này không còn có chỗ nào đi nữa, và tu say di trong một ngôi chùa Việt Nam ở chùa Quang Minh ở Melbourne. Tu say di tức là để có được sống ở trong chùa, tại vì thứ thì vị này ngoài ra bên ngoài thì cũng không biết sống thế nào, và bây giờ công việc còn lại là viết sách, sống nhờ cái thiền niệm bút. Dạ. Điều mà chúng tôi muốn nói tại đây là chúng ta phải coi chừng, và coi chừng ngay cả cái hành trình, ngay cả cái điểm đến của chúng ta rất là đẹp, rất là chân thực ban đầu, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta sẽ đạt đến cái cảnh giới đó một cách chân thực. Vì vậy ở trong cái đoạn sau cùng, khi Đức Phật này dạy những người mà tu tập mà hướng đến chánh niết bàn, hướng đến niết bàn chân thực, thì vẫn có những thất bại ở trên đường đi. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này dạy rằng chỉ có một số ít người đạt đến bờ bên kia, và đa số còn lại quanh quẩn ở bên bờ này. Ý Đức Phật này dạy rằng cái hành trình mà dẫn đến giác ngộ giải thoát thì chỉ một số ít ít người, cái con số người đạt đến đó thì ít lắm, mà cái số người thất bại thì nhiều. Chúng tôi có đọc một cái thống kê của Liên Hiệp Quốc ở trong cái cuộc vườn biển của người Việt Nam, họ tính trung bình là 50 người đến được bến bờ tự do thì 50 người bỏ mình trên biển cả hay trong rừng sâu, tức là chết phân nửa, và phân nửa đạt đến cái điểm cuối cùng. Nhưng mà con số đó cũng là tương đối là cao so với cái hành trình mà dẫn đến giác ngộ chân thực. Và chúng tôi đọc nhiều cái câu chuyện về những người đi tìm vàng ở cái thế kỷ trước, đầu thế kỷ trước, có những cái phong trào gọi là Gold Rush, là ra đi tìm vàng. Thì đi tìm vàng á, nó có một cái đặc điểm chung là những người tìm vàng họ có máu phiêu lưu, và thay vì họ sống ở Boston, ở New York, họ tìm công ăn việc làm, bây giờ họ ra đi thỏa chí tan bộc, thì họ tìm đến một cái vùng trời giống như là Northern California hay là Yukon ở Canada, và ở tại đó vàng thì có đó, nhưng mà cái số người đi mà trắng tay trở về đó thì rất là nhiều. Số người đi mà chỉ tìm được vàng, nhưng mà vàng chỉ đủ để cho họ đổi phô mai, đổi đồ ăn để sống qua ngày, và trở về chỉ một ít tiền để dành, cũng có rất nhiều. Cái số người đi tìm vàng mà đào được những cái chỗ mà chứa nhiều vàng để giàu có, để thực sự thành công, trở về trở thành một phú gia, để có đủ tiền để mua sản, mua sắm đất đai, cái số rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ lắm. Dạ. Thì ở đây thưa quý vị, cái cuộc sống của chúng ta nó đơn giản một điều rằng ở trong cái hành trình dẫn đến một cái đích điểm mà chân thực mà cao cả đó, thì cái người đến được cái mức độ tận cùng không còn lại bao nhiêu hết, không còn, nó gọi là rơi rất dọc đường. Đó là cái đoạn sau mà Đức Phật này nói hướng cầu chánh niết bàn. Vì vậy trong bài kinh này, khi mà Đức Phật này giảng về ngày trả lời câu hỏi của Sunakata, là trong số những người tuyên bố rằng mình đã thành tựu quả vị giải thoát hoàn toàn thì ai là người thực chứng, ai là người không thực chứng, thì Đức Phật này đã dạy rằng một số trong đó là thực chứng, và một số lớn, một số là do tăng thượng mạng, tức là hiểu sai. Dạ. Mình chưa chứng, mình nghĩ là mình chứng. Ngay cả những vị mà đạt đến cái dục lạc của ngũ trần ở mức được cực điểm, họ gọi là cực lạc, có đôi khi hiểu hiểu lầm đó niết bàn nhưng không phải niết bàn. Nhưng mà lại còn có những trường hợp tăng thượng mạng tế nhị hơn, đó là những vị thành tựu bất động của
của thiền chứng, những vị thành tựu về vô sở hữu, về phi tưởng phi phi tưởng. Cái chuyện mà vô sở hữu, phi tưởng phi phi tưởng đó, chúng ta mới nghe, chúng ta nghe dường như là không có vấn đề để thắc mắc. Nhưng mà kỳ lạ thưa quý vị, ngày nay đó, nhiều lúc những cái quan niệm sống ở trong đời sống của chúng ta nó chỉ là một cái triết lý, một triết lý để sống cho qua. Thí dụ như hồi nãy chúng tôi có đề cập đến quý vị là những nhà sư thiếu lâm cũng học võ rồi cũng luyện công phu, rồi khi đánh trận rồi đánh thua rồi chết thì cứ nói với nhau rằng tứ đại giai không, ngũ uẩn giai không. Cái câu nói đó nó rẻ tiền. Chúng tôi nói tại sao câu nói rẻ tiền, tại vì nếu câu nói đó là câu nói thật lòng, một sự hiểu biết thật lòng, thì những vị đó đã không dự vào những cái chuyện mà đánh đấm, những cái chuyện mà hơn thua, đã không có dự vào cái chuyện mà luyện võ như vậy. Nhưng mà khi dự vào rồi tới thua trận mà nói rằng ô tứ đại giai không, thì thật sự nghe nó vui vậy thôi, nghe đúng là tiểu thuyết vậy thôi, chứ ở ngoài đời không thể có được như vậy. Thì ở tại đây con người chúng ta có khi mình sống vào trong danh trong lợi, rồi cuối cùng mình nói ô tất cả là vô thường, tất cả đều không có gì. Cái cách nói đó nó chỉ cho qua chuyện, nói cách nói chưa xong chuyện. Cách nói đó như là một cách nói an ủi, chứ không phải là một cách nói chân thực. Thì ở đây có một số cái sự ngộ nhận mà nó không có mình, nhưng mà cái đó thì ngộ nhận mang cái triết lý bình thường. Còn ở đây Đức Phật nói thẳng là có những vị mà đạt đến cái thiền chứng đó, do thiền chứng đó vị đã nghĩ rằng mình đã thực sự giải thoát nhưng mà chưa giải thoát. Cái đó là tăng thượng mạng. Mà ngay cả những vị mà nhất hướng Niết Bàn, ngay cả những vị mà nghĩ đến Niết Bàn thì vẫn có những bắp pháp. Và sự bắp pháp đó cuối cùng thì Đức Phật lại phải đưa rất nhiều thí dụ để Sư Tất Khánh Đa thấy rằng việc đó không đơn giản, và không đơn giản như là cái tư duy, cái suy nghĩ của mình. Thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn góp ý trợ qua cái lời yêu cầu của chúng tôi thầy siêu trong bài kinh ngày hôm nay. Và bây giờ đó thì chúng tôi xin trở lại với phần thảo luận của chư tăng. Không biết là thượng tọa thầy siêu và chào đại hữu Ngô Bất Phi, và rất lâu rồi mới gặp đại hữu. Không biết là thầy siêu có còn trước máy hay thượng tọa pháp tân có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa pháp tân, thầy siêu thượng pháp tân còn ở trước máy, xin quý ngài qua nghỉ đó cho vài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận, một vài câu thảo luận, rồi sau đó thì chúng ta sẽ trở lại. Thượng tọa thầy siêu chắc không có mặt ở trước máy. Dạ, và kính thỉnh thượng tọa thầy siêu qua nghỉ đó cho vài lời. Dạ. Anh Nam Mô Bụt Thầy. Kính thưa quý vị, ở trong khi chờ đợi thượng tọa giác tạng soạn cho những cái câu thảo luận, chúng tôi cũng xin tiếp tục một vài điều ở trong bài kinh này. Thì như thượng tọa giác đẳng cũng vừa trình bày được, thì chúng ta chỉ đặt cái trọng tâm ở chỗ cái câu hỏi mà Sư Nát Cá nêu ra, hỏi về vấn đề các vị tỳ kheo tuyên bố về chính trí. Thì ở đây chúng ta chỉ nhấp phần chủ yếu của Đức Phật là trả lời
là có những vị tỳ kheo mặc dù có khuynh hướng nghĩ đến Niết Bàn, nhưng mà các vị đó chưa có thật sự nhổ cái mũi tên thoải mái và giải độc vô minh. Vì đó chỉ mới đạt đến một vài cái trạng thái như là có thể đạt đến trạng thái thiền bất động hay là thiền vô sự xứ, thiền phi tưởng vi vi tưởng xứ thôi. Thì đối với vị này, nếu còn cái sự truy cầu những cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc không hợp, không thích hợp, thì cái tham ái nó vẫn bị chi phối. Đây là cái trường hợp ngộ nhận cái sự thanh tịnh. Và cũng như những cái trường hợp mà Đức Phật đã ví dụ về một người bị mũi tên độc, vị y sĩ đã rút cái mũi tên đó ra, nhưng mà chỉ giải độc một phần, còn một phần còn lại chưa có giải được. Và vị y sĩ đó căn dặn nạn nhân cần phải nghỉ ngơi, cần phải ăn uống cho nó thích hợp. Nhưng mà người đó họ ý lại, họ tưởng rằng là mình đã hoàn toàn bình phục, thế là họ ăn uống không có thích hợp, nghỉ ngơi không có thích hợp, bên sau đó cũng vết thương lọc độc trở lại. Cũng như có một số vị họ tuyên bố về chính trí, nhưng mà chỉ do cái sự ngộ nhận, do tăng thượng mạng thôi. Thì như vậy, cái trường hợp này nó vẫn còn cái sự nguy hiểm. Còn đối với những vị mà tuyên bố về chính trí, do họ thật sự đã nhổ lên mũi tên thoải mái, đã thật sự giải độc vô minh, thì như vậy đối với người này thì họ sẽ không bao giờ có cái sự truy cầu cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, vì cảnh xúc bất xứng, bất hợp. Cho nên vị này có thật sự là giải thoát. Thì cái chuyện mà ngày hôm nay đó, thì chúng ta ở trong số các Phật tử, chúng ta đi ở chỗ này chỗ kia,
hay về nói lại là cái vị Sayyadaw này hay là vị Sayyadaw kia là những vị thánh A-la-hán vân vân, thì trong trường hợp này các vị cũng cẩn trọng, bởi vì không thể nghe cả chính bản thân của vị đó khi mà tuyên bố về chính trí, nó còn chưa có xác định được rõ có đúng sự thật là như vậy hay không. Đừng nói chi là chúng ta ở bên ngoài, chúng ta chỉ nhìn vị đó rồi chúng ta đoán chừng, rồi chúng ta tuyên bố vì đó là bậc thánh, thì trong trường hợp này nó có thể sai lầm. Ở đây chúng ta cũng phải thận trọng như vậy, thận trọng. Cái việc mà tuyên bố chính trí, cái chuyện đó không phải là một chuyện bình thường, mà cái chuyện này rất là hệ trọng. Chỉ có khi Đức Thế Tôn Ngài còn hiện tiền đó, thì Ngài mới xác chứng được cái vị tỳ kheo đó thật sự là vị đã chứng đắc hay là chưa chứng đắc. Và khi một vị mà tuyên bố chánh trí trước mặt Đức Phật và được Đức Phật xác chứng, thì như vậy mới thật sự là vị đó đã chứng ngộ. Cái ý nghĩa là như vậy, thưa quý vị. Và bây giờ thì đã thấy Thượng Tọa Giác Đẳng đưa lên cái câu trắc nghiệm. Số 1. Bây giờ chắc có lẽ là trong câu trắc nghiệm số 1 này, lưu tiện chúng tôi đang ở trước máy cầm mic, thì chúng tôi sẽ ra đáp án luôn cho câu số 1 để khỏi phiền thì tôi sẽ đẳng mời tới mời lui nữa. Chúng ta gần hết giờ rồi. Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Trường hợp nào sau đây được gọi là tăng thượng mạng Athimana? A. Thực chất như chưa đến mức cuối cùng. B. Thực chứng chưa chứng đạt nhưng lầm tưởng mình đã chứng đạt. C. Không thực chứng nhưng giả trá rêu rao mình đã chứng ngộ. D. Có thực chứng nhưng không đủ khiêm tốn. Thì thưa quý vị, ở trong luật Đức Phật Ngài trong giới bổn thì kheo nếu mà thực chứng và tuyên bố về chính trí với người chưa tu lên bậc trên Anuppasampanna, thì như vậy vị tỳ kheo đó phạm Paccittiya ưng đối trị. Và nếu không thực chứng mà giả trá rêu rao mình có chứng ngộ, thì như vậy phẩm bất cùng trụ. Ở đây chúng ta chỉ còn lại có hai điều A và B.
tức là thực chất nhưng chưa đến mức cuối cùng. Thì cái điều này, thực chất mà chưa đến mức cuối cùng đó, thì cái này không gọi là tăng thượng mạng. Chưa chứng đạt nhưng mà lầm tưởng mình đã chứng đạt, cái đó mới là tăng thượng mạng. Thì trong cái câu trắc nghiệm số 1 thì chúng tôi xin ra đáp án ở đây là câu B. Câu B mới là chính xác, là trường hợp được gọi là tăng thượng mạng Atimana. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của cái câu trắc nghiệm này. Bây giờ xin tỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với cái câu trắc nghiệm số 2 Nam Mô Bụt Thầy. Sa tu cái trình Thượng Tọa Thế Sư, bạch Thượng Tọa Tuyệt Quyền, Thượng Tọa có mặt ở trước máy mà Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuyệt Quyền nghe được cái trình, Thượng Tọa không nghĩ cho đáp án của trắc nghiệm số 2. Dạ, mời quý Phật tử trả lời cho câu các trắc nghiệm số 2 là biểu hiện nào sau đây không thể có ở một vị chứng sơ quả. Sơ quả tức là thánh quả thấp nhất, thánh quả đầu tiên. Nhưng mà biểu hiện nào sau đây là không thể nào có. Xin lỗi quý vị, quý vị hoặc thì chữa lời chúng tôi biết sai đó. Biểu hiện nào sau đây là chúng tôi quý vị hoặc thì chờ chút xíu. Quý vị hoặc thì chờ chút, chúng tôi phải sửa lời câu này một chút. Xin lỗi quý vị, chúng tôi sáng nay có một vài công việc đó, thật ra hơi bận rộn một chút. Quý vị có thể sửa lời dùm câu này chúng tôi. Biểu hiện nào sau đây không thể nào có được một vị chứng sơ quả? A là che giấu những lầm lỗi của mình. Dạ, che giấu những lầm lỗi của mình. Tức là mình có phạm lỗi. Nhưng mà mình tìm cách giấu đi. Hay là mình tìm cách mình biện hộ, mình bao che, mình cho người khác thấy. Hay là mình có những hành vi khuất lấp. Dạ, có hành vi khuất lấp, tức là mình có những cái việc làm mà mình che giấu không muốn cho người khác biết. B và phạm vào ngũ giới và quỷ bán tam bảo. Yeah. C là tin vào những quan kiến đi ngược lại với những nguyên lý vô thường, khổ, vô ngã và nghiệp báo. Thí dụ như là mình trong hành đời sống mình có những lúc mà mình sợ cái gì đó, mình tin theo phong thủy, không tin vào nghiệp báo chẳng hạn. Đó là một vài điểm mà có thể biểu hiện. Đây là cả ba điều trên. Thì mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Thượng Tọa Tuyệt Quyền hoan hỷ cho đáp án. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Tham Ma và Nam mô Sang Khai với Di Thừa để chúng nghe rõ. Và cảm ơn quý vị, chúng con kính lễ đến Đức Phật cho pháp và chúng tăng kính lễ sư phụ từ siêu thượng tiên đẳng từ pháp tăng từ tâm đẳng. Và đức tự tri cùng sư Nguyễn Thông kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Câu hỏi rằng biểu hiện nào sau đây không thể có một vị sơ quả? A, không bao giờ che giấu những lỗi lầm của mình, đúng như vậy. Đối với vị A là A, với vị sơ quả thì như trừ thấp, như trừ thân kiến và nghi giới cấm thủ, thực vật ký sử như điều một trong những cái đặc điểm của vị đấy là vị không bao giờ che giấu những cái lỗi lầm dù nhỏ nhặt như thế nào, vị không có che giấu. Và bởi vì có thể nói cái là những cái lỗi lầm đối với vị chứng thánh sơ quả rồi thì hầu như tức là có thể nói rằng là rất ít những cái lỗi lầm mà nó mang tính đến gây được cái nghiệp quả lớn là không có. Câu này là cũng nó có đúng với cái tinh thần của mình, phạm ngũ giới và quỷ bán tam bảo. Đây thì cái tính của
vì tôi đã quên, nó đã bao gồm cái này. Câu này thì nó cái tính nó đã bao gồm. Câu C, tin vào những quan kiến đi ngược lại những nguyên lý vô thường của não vô ngã và nghiệp báo. Đúng như vậy, đối với cái thường kiến thì bé không có cần. À, thường kiến giới cấm thủ, thân kiến ngoài nghĩa cấm thủ, bé không còn chấp hay không còn, chỉ dựa trên nghiệp quả thôi. Bé ấy biết được cái, dĩ nhiên chắc chắn là cái lý vô thường của não vô ngã, Đức Phật nói tất cả pháp vi là vô thường, bé ấy hiểu một cách tường tận, nhờ như vậy mới chứng sơ quả. Nhờ như vậy mới thấy được cái lý vô thường của não vô ngã. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và chắc chắn rằng cái lý nghiệp báo thì dựa trên tất cả, dựa trên nghiệp quả hết, chứ không có cứ dựa trên cái sự tình. Ở đây câu D là ba câu trên, đây nó có một cái lý như thế này. Cái điều chắc chắn chúng tôi đọc là không bao giờ che giấu những lỗi lầm là có. Còn cái phạm ngũ giới và quỷ bán tam bảo, chắc chắn rằng bởi vì phải có một niềm tin tuyệt đối đối với tam bảo. Còn dĩ nhiên phạm ngũ giới thì đây là một điều mà mình dễ rơi vào đội xứ địa ngục, thì vì ấy không giờ tái sinh vào địa ngục. Cho nên đây là một cái lý, đó là cái lý. Cũng như vậy, C, tin vào những quan kiến thì ngược lại với cái lý vô thường thì hoàn toàn vì ấy không bao giờ. Tất cả pháp vi là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Tất cả vô vi phải đổi thay, và vì ấy không bao giờ chấp ngã, chấp hữu trên cái lý tam tướng đó. Và nghiệp quả thì nghiệp báo, thì ấy chính chắn là nghiệp báo. Cho nên ở đây chúng ta chọn, nếu đưa cái nhìn chúng tôi chọn, thì chúng tôi cũng chọn là câu D. Nó bao gồm tất cả những cái lý như thế. Thì xin chúc mừng là Huệ Phước cũng là D, Nhiều Huệ nào cũng là D, Hoa Nguyệt là D, Tuệ Thanh cũng là D, Pháp Lữ cũng là D, Giác Minh là D, Đoan Liễu là D, Thị Quy là D, Hoa Nguyệt là sửa lời. Tất cả đã trả lời, mà chỉ có Đại Đức Nguyên Thông, Thầy Sư Nguyên Thông là A. Thì cái A nó cũng có cái lý đó. Đúng vậy, bậc thất bị bậc Tu Đà Quân đó, là bậc Thất Lai đó. Yeah. Thì cũng xin đáp án là chỉ chúng tôi chỉ chọn, nếu chúng tôi bảo chúng tôi chọn thì chúng tôi chỉ chọn là chọn D. Còn cái A đó nó cũng có cái lý. Nếu chọn cái A, nếu mà chúng ta viện dẫn nó là những cái những cái kia là những cái phần phụ, còn cái phần A là phần chính thì cũng có cái lý đó, nhưng điều mà báo chọn cho cô đây thì các bà thượng tọa con ra đáp án như vậy, con kính kinh thỉnh thượng tọa xác định là cái đáp án này luôn, để cho vậy, tại vì có cái gì biệt thì mong thượng tọa đáp án lại. Dạ, còn riêng con thì con đáp án là đây. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúc mừng sa thú kính kinh thượng tọa tự nguyện. Đáp án của các điểm hai là và cô đê, đó là những đặc tính của bậc thánh. Tuy rất là nhỏ nhưng mà theo dõi thì có thể biết được một cái người sống bình thường có khi họ nặng thể diện đó, họ che giấu điều này không cho người khác biết được gì. Nhưng một vị thánh mà chứng sơ quả không bao giờ che giấu và không bao giờ xạo tạo sáu bất thiện trong nghiệp, tức là phạm vào năm giới cấm và bị bán tam bảo. Và vị thánh Tu Đà Quân không bao giờ đi ngược lại, có cái suy nghĩ đi ngược lại với giáo lý vô thường, khổ vô ngã và nghiệp báo. Thưa tổ Tân, thưa tổ có còn ở trước máy không? Nếu thưa tổ Tân còn ở trước máy, xin thỉnh thưa tổ khoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Một lần nữa xin được hỏi thưa tổ Tân, thưa tổ còn ở trước máy nghe được giải vật. Mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 3. Câu nào sau đây được tìm thấy trong tâm đẳng Pali? A. Tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. B. Đường nào cuối cùng cũng dẫn đến Niết Bàn. C. Một số ít đến được bờ kia, đa số còn lại quanh quẩn bên bờ này. D. Ba câu trên đều không có trong tâm đạo. Mời quý vị thử trả lời và kính thỉnh thử tỏ tân hoàn hình cho các bạn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Thầy Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Tư Quyền, Tâm Minh Hạnh,
sư Như Thông, chúng chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam chúng nữ. Chúng ta có cái câu trắc nghiệm số 3 là câu nào sau đây được tìm thấy trong tâm tạng Bali? A là tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. B là đường nào cuối cùng cũng dẫn đến Niết Bàn. C là một số ít dẫn đến bờ bên kia, đa số lại ở quẩn quanh ở bên bờ bên này. D là cả ba câu trên đều không có trong tâm tạng. Trước tiên đó là chúng ta nói cái câu A đó. A đó là tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Thì cái câu này trong kinh điển Bali thì ông có thấy. Mặc dù là kinh này, cái này là chỉ ở kinh điển Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Đại thừa, Phật giáo Bắc truyền. Thế còn trong kinh điển Bali thì ông không có nói. Mặc dù là mình tu là để giác ngộ thành Phật, nhưng mà không phải chúng sanh nào cũng sẽ thành Phật hết được. Vì không phải là chúng sanh nào cũng có tu. Do vậy đó, không phải là chúng sanh nào cũng có thể thành Phật được. Thì này nó không có ở trong cái câu A, nó không có trong kinh điển Bali. Câu B là đường nào cuối cùng cũng dẫn đến Niết Bàn. Câu này thì cũng không thấy luôn. Có một điều là Đức Phật ngày có chúng tôi có nhớ là Phật nói là nếu mà tu tập bát chánh đạo á, thì sẽ xuôi về Niết Bàn. Thì có, tức là nếu một người mà tu tập đúng bát chánh đạo giới định tuệ thì người đó sẽ xuôi về Niết Bàn, như là các cái dòng nước mà chảy về biển Đông, xuôi về biển Đông. Thì cái người mà tu tập bát chánh đạo thì cái người đó xuôi về Niết Bàn. Ở đây thì con đường nào mà đưa đến cuối cùng mà cũng dẫn đến Niết Bàn thì giống như là cái câu mà người ta nói rằng là đường nào cũng về La Mã, nhưng mà cũng không phải là đường nào cũng về La Mã hết. Có những đường đi nó không đúng, không tới La Mã được. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng cũng không có ở trong kinh điển Bali. Câu C là một số ít chúng sanh đi bờ này và đa số là đi quẩn quẩn bờ kia đó. Thì cái này ở trong kinh Pháp Cú có, trong kinh Pháp Cú có, cũng như là trong kinh Tương Ưng cũng có. Đức Phật ngài nói là một số chúng sinh á được giải thoát ở bờ bên này, còn đa số còn lại là trong cái bờ sinh tử. Bờ sinh tử hiểu là như vậy, đa số còn lại là trong bờ sinh tử. D là cả ba câu trên đều không đúng trong tâm tạng. Thì chúng tôi chọn cái câu C, vì câu C ấy, thì có trong kinh điển Bali. Câu C là có trong kinh điển Bali. Còn câu A, câu B thì câu D chúng ta không thấy thích hợp. Do vậy thì chọn cái câu C để làm đáp án ở đây. Thì xin chúc mừng Liễu Loan, chúc mừng Thanh Thủy, chúc mừng Pháp Lữ, chúc mừng Quang Nguyệt, chúc mừng Diệu Giác, chúc mừng Huệ Ngọc và anh Giác Minh. Sau Huệ Phước trả lời A. Rồi giờ xin chúc mừng quý vị. Chúng tôi lấy cái câu C để làm đáp án. Bây giờ con kính thỉnh Thượng Tọa giác đẳng trở lại, nếu có điều gì chưa đủ, chưa đúng thì kính thỉnh Thượng Tọa bổ sung thêm. Sa thú kết trình Thượng Tọa Pháp Tình. Bạch Chi Tôn Đức và Tư Quý Phật Tử còn 2 phút cuối cùng xin được có vài lời để thưa cùng quý ngài và quý Phật Tử. Hiện nay ở trên thế giới, cái nhìn chung của những nhà khoa học, của những người mà có thẩm quyền về mặt y tế, đều nhìn nhận một điều rằng chúng ta rất khó để có thể có cái thuốc chủng ngừa của COVID-19, tức là của coronavirus, ở trong thời gian 1 năm hay 18 tháng được. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta không thể nào mà cách ly xã hội hoàn toàn ở trong thời gian 1 năm, như vậy kinh tế sẽ sụp đổ.
và con người phải đi đến một cái sự lựa chọn rất là khó khăn, đó là phải mở cửa các cơ sở thương mại, sẽ phải chấp nhận đi lại, và nhất là ở trong cái mùa bão tố thiên tai, những cái trung tâm tạm cư, những nơi di tản thì người với người ở gần kế bên nhau, thì điều này nó đi ngược lại hoàn toàn với cái nguyên lý về cách ly. Do vậy rất là mong chư tôn đức và quý Phật tử cố gắng chuẩn bị cho những gì gọi là tốt nhất ở trong việc bảo hộ cá nhân của mình. Mình thử đặt trường hợp là mình phải đi xe bus, mình phải vào những nơi đông người, mình làm sao có những cái khẩu trang tốt, làm sao có những bộ đồ bảo hộ tốt, làm sao có những cái nước rửa tay tẩy trùng mà hand sanitizer kịp thời, không cần dùng tới nước. Bởi vì thưa quý vị, chúng ta không chuẩn bị điều này, đến lúc đó thì chúng ta không chuẩn bị được. Nếu mà không mua được khẩu trang, như tình trạng ở tại Hoa Kỳ bây giờ người ta bắt đầu may khẩu trang rất là nhiều, may chịu khó may tốt nhiều lớp vải, và những loại nào mà mình phải giặt đi giặt lại sẽ đi trở lại được. Đồng thời chúng ta nên biết cách pha hand sanitizer trong trường hợp chúng ta không mua được. Nhưng mà quần áo bây giờ mặc á, không nên là những quần áo chú trọng về thời trang về đẹp, mà quần áo cái loại nào mà càng ít bị lây nhiễm càng tốt. Nó có một số những cái áo mà để che mưa đó, mà họ mặc xong họ bỏ liền được. Bây giờ thì đã khó mua bị thế rồi, nhưng mà nếu quý vị còn mua được, cố gắng mua để trong trường hợp có những nơi mà mình cần phải đi với mình mặc cái đó xong mình tháo ra thì tương đối nó dễ hơn. Nói tóm lại là chúng ta không còn có cái khả năng để giải quyết dịch bệnh trong vòng vài ba tháng nữa, mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện giải quyết đó ở trong vòng 1 hay 2 năm, có thể kéo dài. Và thưa quý vị, khi mà dịch bệnh nó chi phối đời sống chúng ta như vậy, cái điểm mà chúng ta cần phải nhớ là bây giờ là lúc để thích nghi, chứ không phải là lúc mà để phiền hà, không phải là lúc để mà chúng ta bực bội. Thích nghi có nghĩa là mọi người bị như vậy thì chúng ta phải cố gắng sống thích nghi như vậy, và đặc biệt là về vấn đề tiền bạc tài chính, cố gắng làm thế nào đó mà một cách rất là tiết kiệm, một cách rất là thực tiễn. Thế giới sẽ trải qua một khủng hoảng kinh tế lớn chứ không nhỏ, và bản thân của mỗi chúng ta đều phải có một cái chuẩn bị tốt để sống qua cái giai đoạn khủng hoảng này. Mong rằng toàn thể chư tôn đức và quý Phật tử cùng nhau chúng ta thắp sáng những giá trị tinh thần và cố gắng để vượt qua những khó khăn trước mắt. Chính phủ có thể có những cái đạo luật chung và xã hội có thể có khuynh hướng chung, nhưng mà hơn bao giờ hết hiện nay cái nỗ lực của mỗi cá nhân ở trong cái việc gìn giữ bản thân của mình được không bị lây nhiễm, bản thân của mình được tốt đẹp, đó là một vấn đề mà hoàn toàn tùy thuộc vào sự khéo léo của mỗi cá nhân chúng ta hết. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay, chúng con kính chuyện thượng tọa giác đạo đã kết thúc các bài học và chia sẻ thêm một kiến thức về vấn đề chống dịch COVID-19. Còn là nhiều việc thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân cho tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hối cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác quan tiến bước trên hành trình tu tập hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm xứ ngôn viên ấp tiệm trợ cho các phần hành trong lớp học đồng hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức thân tâm thượng lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thịnh Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức.
nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.